Chuyển động 360 kính chào quý vị. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất, hot nhất không thể bỏ lỡ. Thưa quý vị và các bạn, cách đây hơn một năm khi Covid-19 đe dọa cả thế giới, hầu hết các loại vaccine vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Lúc đó, không ai chắc chắn rằng vaccine ngừa Covid-19 cần bao nhiêu thời gian để phát triển và liệu nó có hiệu quả hay không. Việc đầu tư sản xuất vaccine vẫn là một ván cược rủi ro lớn đối với các nhà đầu tư. Thời điểm đó, một vị tỷ phú trẻ người Ấn Độ đã quyết định đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ cho AstraZeneca để sản xuất vaccine với mong muốn cứu cả thế giới thoát khỏi đại dịch. Câu chuyện về vị CEO đặc biệt cùng những tham vọng của ông sẽ có trong phần điểm nhấn quốc tế ít phút nữa. Còn bây giờ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Như chúng tôi đã giới thiệu ở đầu bản tin, khi Covid-19 bùng phát vào năm ngoái, tỷ phú Ada Bonawala, giám đốc điều hành của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, đã bơm hàng trăm triệu USD để đặt cược vào việc sản xuất vaccine giúp chấm dứt đại dịch. Chính nhờ sự quyết đoán của mình, sau khi vaccine AstraZeneca nhận được sự chấp thuận vào tháng 12 năm 2020, Adabonawala đã trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu. Ông còn được yêu ái được gọi với cái tên là Hoàng tử vaccine bởi những nỗ lực trong công cuộc chống bất bình đẳng vaccine. Ngay từ giữa năm 2020, tỷ phú Ada Punawala đã chi 800 triệu đô la Mỹ để chuẩn bị cho việc sản xuất vaccine AstraZeneca từ mua hóa chất lọ thủy tinh và các nguyên liệu thô khác cho đến tăng cường năng lực sản xuất tại nhà máy của mình ở thành phố Pune, miền Tây Ấn Độ. Khoản đầu tư gồm hơn 250 triệu đô la Mỹ đến từ quỹ riêng của công ty, 300 triệu đô la Mỹ khác đến từ quỹ Bill and Melinda Gates. Tôi đặt cược vào các nhà khoa học giỏi nhất thế giới ở Oxford vào thời điểm của AstraZeneca được công nhận. Đó là một rủi ro lớn, nhưng tại thời điểm đó, tôi không nhìn thấy sự lựa chọn nào khác. Tôi thà thử rồi thất bại, còn hơn là không làm gì. Kể từ khi thay cha mình làm giám đốc điều hành của Viện Huyết Thanh Ấn Độ, vị giám đốc điều hành 39 tuổi này luôn hướng tới mục tiêu giải quyết các vấn đề bình đẳng đang tồn tại ở Ấn Độ và trên thế giới, từ chăm sóc giáo dục, môi trường và giờ đây là vaccine. Tôi nhận ra từ sớm rằng mình có thể tận dụng năng lực của viện để sản xuất vaccine cho quốc gia và thậm chí là cho cả thế giới. Đầu năm nay, 600.000 liều vaccine AstraZeneca đã được chuyển đến Ghana. Đây là những chuyến hàng đầu tiên trong khuôn khổ chương trình COVAX viện trợ cho các nước nghèo nhất trên thế giới. Trong số 2,1 tỷ liều vaccine được bán theo chương trình COVAX, gần một nửa đến từ Viện Huyết Thành Ấn Độ. Dù tháng 3 năm 2021, viện này phải tạm ngừng xuất khẩu vaccine để hỗ trợ trong nước khi Ấn Độ bị tấn công bởi làn sóng COVID-19 thứ hai nhưng bắt đầu từ tháng 12 tới đây, hoạt động xuất khẩu vaccine sẽ được nối lại. Ấn Độ đang bắt đầu chuyển vaccine đến khu vực lân cận, cụ thể là các nước láng giềng, rồi cả những quốc gia đã đặt hàng. Theo sáng kiến vaccine Maitri, chúng tôi sẽ giúp đỡ thế giới và đồng góp vào cơ chế COVAX từ quý 4 tới. Chúng tôi đã làm việc với Ấn Độ để cùng tìm ra cách giúp họ vừa đảm bảo nguồn cung nội địa, vừa có thể giúp đỡ các nước khác. Viện Huyết Thanh Ấn Độ cũng đang mở rộng quan hệ đối tác, gồm ký một thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ để sản xuất vaccine của hãng này. Viện Huyết Thanh Ấn Độ cũng hợp tác với quỹ đầu tư trực tiếp của Nga để sản xuất vaccine Sputnik V. Đối với tỷ phú Ada Punawala, đầu tư sản xuất vaccine dù chứa nhiều rủi ro lớn, nhưng đây là điều cần làm để chấm dứt tình trạng bất bình đẳng vaccine trên toàn thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin chuyển động 360 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.